Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin dự báo thời tiết thủy văn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Ninh Bình, nền nhiệt độ vẫn duy trì ở trạng thái mát mẻ vào sáng và chiều tối, còn ban ngày có nắng và gió nhẹ nên nắng nóng không quá gay gắt. Nhìn chung chúng ta vẫn đang ở trong thời điểm có thời tiết đẹp nhất trong năm. Dự báo ngày mai trời sẽ chuyển mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa chủ yếu vào đêm và rạng sáng, trưa chiều có lúc trời nắng và trời sẽ mát hơn hôm nay. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C. Độ ẩm trong không khí tăng lên khá nhiều, đến mức từ 76 đến 98%. Tuy nhiên trong đêm nay và ngày mai thì mưa chỉ chủ yếu vào đêm và rạng sáng, ban ngày trời vẫn rất đẹp, có nắng với nền không khí mát mẻ. Rất lý tưởng để quý vị có một chuyến du lịch tại Ninh Bình trong dịp cuối tuần này. Du khách lưu ý cần chuẩn bị mũ nón, kem chống nắng, chống muỗi, thuốc trị côn trùng đốt và thuốc cho các loại bệnh thông thường khi đến những địa điểm có nhiều cây cối. Nếu có ý định cắm trại qua đêm, quý vị nên mang thêm ô dù, áo mưa, lều và áo khoác vì mưa có thể xuất hiện vào ban đêm. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết các khu vực của tỉnh Ninh Bình trong đêm nay và ngày mai. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, sau chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, sau chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió đông nam cấp 2, sau chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C, độ ẩm từ 80 đến 94%. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, sau chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C, độ ẩm từ 76 đến 96%. Phần cuối là thông tin dự báo thủy văn khu vực tỉnh Ninh Bình. Thủy triều thấp, mực nước trên sông Hoàng Long, sông đáy biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước cao nhất trên các sông trong đêm nay và ngày mai như sau. Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1 đến 1,2 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 1,8 đến 2 m. Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,05 đến 1,25 m, thấp hơn mức báo động 1 từ 1,25 đến 1,45 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin dự báo thời tiết thủy văn tỉnh Ninh Bình. Chúc quý vị cuối tuần nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin kính chào và hẹn gặp lại!